với Thăng Long xin gửi tới quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, nền nghệ thuật múa rối nước là một nền nghệ thuật cổ truyền độc đáo của dân tộc Việt Nam. Nhà hát chúng tôi đã từng đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị. Sau đây chương trình biểu diễn bắt đầu. Quá mặt mồi nó bỏ là treo trên. Thế là
hiện gần đây đem tiếp thần ra chép phần này để giữ hết quá yêu chéo kiểu. Thank you.